nhờn quên tối lên mẹ mày bảo lên nhờn lại mày hai con dễ rồi mày cứ mới đi con mới cũng có chỗ mày để vào đâu được bây giờ cắt chân chân hết rồi đó anh nhưng mà được bấm máy quay rồi một loạt đi cắt đấy đưa đây cắt xong đưa cắt xong我从底部，哎，托姐姐，请慢。Đỡ ngại. Chán chín đi đúng không? Ừ, thì cứ béo từ bây giờ đi. Chắc thì trước sau thì nó chỉ một tuần thôi. Mẹ đến mà có đi xe, nó đi được chứ gì. Buồn buồn gì? Ờ, ý là kiểu tiếp chỗ làm ý. Tại vì tất cả mọi thứ đều ok, không có một vấn đề gì cả. Và lại em đi gò 5 tháng rồi, bây giờ về mất những cái tuyển em đi. Nói thế, ngu như chó. Ý là biết là mình làm, nhưng mà trong trung tâm mình kiểu nghỉ làm thì mình vẫn buồn ý. Sao bên ý biết đâu gặp muốn ngon hơn nhỉ? Thực ra lúc bỏ thì thấy tiếc nhưng mà bây giờ lại thấy bỏ là đúng. Con người có là bỏ là vẫn thì bây giờ bảo là bỏ thì vẫn là đúng mà chéo trở lắm không ai đâu chẳng qua là kiểu mình cũng mới sang đây mà kiểu thấy chỗ này kiểu tất cả mọi người ok có một cái vấn đề gì ấy sợ là bỏ chỗ kia đi thì thế là bây giờ bỏ đi thấy biết thế đấy phải bỏ sớm hơn cái giống bỏ chồng nó cũng thế mà chứ không bỏ thì cứ sợ là bỏ thì con mình sẽ đi về đâu rồi cứ sợ sẽ đi về đâu sau này tại sao có chồng mới hay không đó. Ở thế này thì buồn nhưng mà lấy chồng mới chứ người ta khinh mình rồi lấy chồng mới không lấy được thằng tử tế cuộc đời mình sẽ dễ sao đến lúc bỏ thằng đúng không hơn như kiểu bỏ thì mình mạnh thế hôm nay chỗ kia em đi nghỉ lâu mà chẳng qua là đi phạt đi muốn mấy phút đấy mình cay thì mình nghỉ luôn thôi. Con tuần nữa thì định cái cô Tuyết mà à, cô Tuyết là cô gì mà vô chủ đứng mạch em đang năm ông gì đánh nhau như đừng khó rất bỏ thì sau đó mà lại hỏi hết vì không bỏ mình kiểu mình bỏ là sớm mình thoát sớm bây giờ bỏ đi thì mình thấy kiểu mình thoát đi mình không phải lo lắng mình không phải biết nó chửi là đánh em nghĩ rồi thôi chắc thì đi em sang chơi với chị hụt em mà đừng có kiểu lúc đến chân bên nhà ấy bảo thì bảo sớm đi
mai kia tranh thủ kiếm cớ bảo luôn đi. Đây thôi, tí nữa, mấy hôm nữa đang làm cho Vương nhảy dựng lên ra cửa coi biết cái gì, bảo xong rồi quay về bảo là em vừa nhất được tin là em đỗ học bổng rồi thì em đi đây. Ngồi không đâu kịp. Đúng không, nghĩ không lý, không hợp lý, vãi đái luôn. Đang ngồi nhảy giữa người khác đấy, không đảm nhớ ở đâu. Mày vừa bảo việc của mày đấy. Ừ, không mày mày không bảo mày nhớ thì đổi đi, đổi nó cũng nhớ hồi chết. Đấy thôi, bảo là thì hôm nào em xin giơ tay xuống lưới thôi. Hôm nay sang chơi cái gì hổ. Mày có thấy kiếm quýt mật ong không? Có thế thôi, mày rỗi tay bây giờ không cần đi người đâu đâu. Chả là gì. Thực ra này kiểu này cũng hơi kiểu tí này hơi không thoải mái với ta từ ra trước rồi, nhưng mà kiểu này có thể là nó chỉ tí tí thôi, nhân thêm cái thuốc mật ong nó nhiều không được cay. Con đi phải hay dỗi trả lên cái hình dỗi cái mẹ mày thấy hợp lý không? Từ dưng bây giờ bắt sang đó đi, đi sang cơm đấy sau này đi về để lấy cái chai mật ong. Để lấy em đi lấy cho thằng này cũng học về lý. Cháu nghe bảo này, gói Grab xong bảo mình chuyển khoản trước mình bảo này để cháu gói Grab cho. Cháu ai tư dùng mình chuyển khoản cho nó biết nó là ai, trong khi Grab nó ứng mà. Mình book Grab ra em nó ứng tiền ấy. Em đang chuẩn bị đi đâu ấy, xong mà không có lá ấy. Không, vẫn nghe. Là toàn cái lúc em đang ở nhà vệ sinh là kiểu làm cái này làm cái kia ấy. Để chuẩn bị sắp phải đi rồi. Không có nhiều thời gian để nghe gì nói nữa. Thôi, nếu phải gì cũng không bảo vấn đề gì để là thôi, nếu không có gì thì cháu đi cái đẽ gì gì là ừ. Đằng này cũng không bao giờ có những cái gì có gì thì nghe thế đấy gì thôi, bây giờ bắn tín hiệu của người trẻ gì vậy này. Lúc tuổi trẻ gì làm nghe tiền gì không giữ một đồng nào cho mình đặt tay cho người nào người kia đấy. Nên bây giờ gì về già đi mới khổ, mẹ những người được đắt là ai, là chúng ta. Thế nên bây giờ chúng ta là những người trẻ đấy. Tính yêu của vũ trụ đã bắn thẳng mặt chứ không phải là bắn dê đâu. Không dứt cả miếng dây cả thằng miếng xương luôn. Đắp trong hảo, đắp trai thì đắp cho nhà mình thật. Tô huyền thì không, đắp huyền thì cũng không, kiểu nó không đáng hay gì đấy. Thì có bao giờ thôi bỏ cái việc này gì rồi thấy rồi không thấy nó tin thế mẹ gì nó nói thế cũng sẽ thấy cũng buồn cười trẻ nhắc gì nói bắt mình này không quan tâm đến gì đúng không, là ngày xưa mình thấy hai đứa trẻ quan tâm gì mình nhưng mà mình không biết làm sao quan tâm cho nó vừa ý gì được ấy. Hỏi là bây giờ gì muốn thế nào để mình chiều cho gì cũng chả biết được con lý không, không nó thì cũng là trẻ có gì ý. Hỏi thì cứ bảo này
còn không biết được đâu, nó có nhiều vấn đề lắm nhưng mà không nói ra nó sao biết được. Thì có thể là con gái người ta vẫn giúp đỡ ấy, hiểu không? Nhưng mà kiểu mình sẽ phải cửa dưới thôi ấy. Mình nhờ cái sự giúp đỡ của người ta thì mình phải cửa dưới. Các bạn này với kẻ cái bóp mình kiểu làm tương đối ấy, kiểu tính nó hay bảo thủ mà nó ấy lắm. Nhưng mà cắt miếng to hơn tí lại. Cho nên đừng có tưởng là ngon. Tự nhiên cái nào nó cần thiết cho mình ngon mình ăn. Cần vừa muốn lấy vợ ngon, xong đây cần vợ theo mình luôn. Xong ra là này, nhà đôi nào đó. Nhà ông ấy thì nhà thì chữa xây, nhà thì chữa hoa nó ở. Cái tem ở
thấy là tài chứ nhỉ. Mình mất nhìn mặt mình nhạt cũng đang rồi. Mua được cái gì, thậm chí ông bán mất rồi mà, chứ đừng có nói là mua nhà. Ông Nguyên thì cũng trẻ có ý tưởng này, làm ăn để kiểu tiết kiệm to thêm chỗ nào chỗ kia. Có mỗi cô Hiền này từ ngày xưa cô đã có ý tưởng này. Cái đó mình cuối đời. Đấy mua là cuối rồi, cuối đời. Ý là cái cổ ý là cho người khác vẫn ấy. Thì tất nhiên người ta chết chỉ. Mình thương nhỉ. Con này ấy, chính ra nó không có vũ thế lắm đâu. Đây thì nó có kiểu gì ấy. Chay thì nó cũng phải mát lòng, mát da, mát ruột, mát từ trong ra ngoài. Ăn chay trường rồi. Mói. Thế đó đâu phần. ăn chay về chữa ấy. Cuối đời cũng không rửa hết cái tối đâu. Người ta bảo đốt được mà. Không có máu tanh. Nói là có thể cử động được. Chẳng quen cái sức cử động của nó thế nào thôi. Không có sức cử động thì sao mà nó lớn như được. Máu tanh. Đây xem bé đá mình clip không ăn thịt chó tay mà đang xính thịt gà.
tay ra xuống thịt nghè luôn. Cười rồ hồ này. Dân ăn bớt nó còn có phải chế biến thế nào cho nó hết độc không? Riêng ăn
Bà này bảo đến về dây ra con bảo ừ thế mày bảo hai đứa ly hôn đi tao mai con về. Anh mới kể Yến nó gửi cho nhóm ấy. Kinh vạn đái đi. Chẳng lẽ bè không có nhìn thấy cái ảnh đấy nó không đẹp đâu nữa. Theo con như gì mà thế đó. Không nghĩ là phải cứ nhìn thấy cái ảnh nào mình đẹp thì ảnh nào mình không nữa đúng không? Bé bảo rồi nè. Kiểu có chút cái nào người ta có đấy. Đi du lịch ấy, người ta kiểu đang thì tính chất là điểm danh ấy. Không phải gì là không phải là nói đến cái vấn đề đấy. Mà bảo là bè áp ảnh bè áp còn cái xấu trong đây có những cái xấu quá trời về những cái xấu vừa vừa thì những cái xấu vừa vừa thì mình có thể đăng nhưng mà cái xấu có thể mình cũng phải nhận ra chứ này chụp cân mặt thế này từ từ đấy là những cái mình nhìn thấy mà thấy nó xấu đúng không thế xong rồi không nghĩ là trong cái xấu của bè ấy. Những cái bè không đăng lên nó còn kinh gì nữa ghê tởm nào mày đâu có nhìn thấy hết cái ảnh đề chụp ra đâu mà để cái đây xấu thế bè vẫn đang thế nhưng cái khác nó còn xấu hơn sao mà bây giờ không đăng thì không được để xem không được cái không đăng rồi. Không đăng thì người ta biết là bè đi mục đích của bè đi chỉ là để chụp ảnh xong nào thôi mà tôi về để tôi đi tôi đi đài loan 4 năm về tôi chưa có lành được ông thấy bè ông đến có một vài tuần đi hết lòng 5 năm rồi thì chưa bắt anh được kìa đi không đang là bao giờ làm mửa mặt ra đi kiểu lần nào mà mình lâu rồi mình không đi chơi lâu rồi không đi chơi đang mà về đi về là bao giờ có ảnh luôn cảm giác được đi chơi còn những lúc mình đi mình cũng mình kiểu mình bắt đầu cuộc chơi mình không có thể làm còn lúc mày đi về ấy, thì thời gian phải cắm đầu vào làm bù với thời gian mình đi chơi ấy, mình càng không có thời gian bao lại thế là mình sẽ theo kiểu là post cho cả mứng ảnh cứ để đấy em không ôm mấy năm đâu mà ôm em thấy nhìn lại em thấy xấu đó là ngớ không như là ta ôm mấy năm nhưng nhìn lại thì vẫn thấy đẹp thế thì phải kiểu chờ cái dịp nào nó hợp con ấy mấy mẹ thôi em nhìn đây mẹ công nhận là không post ra ấy thì sau thì kiểu cái chứng post ảnh nó không còn mấy nữa ừ bởi vì lúc ấy mình nhìn nát mình nhìn bình thường em không thể háo hức lắm với mẹ sẽ hơn thế chỉ khoảng đâu mấy lần mấy tuần hoặc là một tháng thôi em nhìn nát ảnh ấy là em mình xinh như thế nào ấy. Nhưng mà không có một cái ảnh đẹp thì thề mình post. Khi Thuyên đã thấy 59 ảnh thế luôn luôn không nó này kiểu lưu giữ những kỷ niệm đẹp đúng không phải là lưu giữ kỷ niệm đối với mình nó phải là kỷ niệm đẹp đúng không ừ xấu đi thôi ăn ảnh của những cái ảnh của mình người ta khác thì người ta thấy xấu được thế rồi
những cái này bình thường người ta vẫn để lại nhưng mà thấy xấu như thế bọn. Có những cái xấu như mang ý nghĩa là kiểu kỷ niệm mình đánh giá cái gì đó thì em vẫn giữ. Ừ, thì ý là những cái gì mà mình thấy là xấu quá thì mình xóa, còn thấy bình thường thì mình vẫn để lại. Mình mang ý nghĩa là mình đi du học đây nè. Mà xin trời ư thì đúng không? Thì tao chắc mà. Ý tưởng lớn rồi nhau. Thì hôm trước tao bảo mọi người này đi công tác đây này, đi ảnh đi chơi chứ. Ư từ không thì lâu lâu mình đăng cái là à lại ra con này về nước rồi nhưng nó vẫn sang đấy. Nói chung là bắt đầy nữa thì nghĩ là à con này đang hát đánh sửa mà nhớ. Hành tung là rõ ràng quá nó.